còn chưa chạy được mà anh đòi buông một tay nữa. Trời ơi, 14 giây 63. 14 giây 63, chỉ một xíu nữa thôi. Tờ 5 xị nữa đây. Đỡ tờ 5 xị đây. Mà đưa tờ 5 xị nữa. Đỡ tờ 5 xị. Ê, nè, tiền, lấy nhẫn tiền. Ok, hello, xin chào mọi người. Hôm nay kỹ sư Hẻm sẽ quay trở lại với một cái phần mà nó rất là thú vị. Thì lâu rồi chúng ta chỉ suốt ngày làm review xe, độ xe. Thì hôm nay chúng ta sẽ trổ tài thử thách. Mình sẽ thử thách toàn bộ nhân viên ở nhà này để xem tụi nó có lấy được phần tiền thử thách của mình không nha. Đó. Và đầu tiên là bây giờ là sẽ là nội quy cái thử thách. Ai chỉ cần chạy trên con xe này được 15 giây mà không chống chân, không bị rớt ra ngoài sẽ được lãnh 100.000. 100.000, điều kiện rất là đơn giản, chỉ việc ngồi trên đây chạy tại chỗ, không chống chân, không gì hết. 100.000 cho 15 giây. Wow, tôi thấy cái công việc này có vẻ là lương hơi cao đấy. Nhưng mà coi nó có dễ ăn không nhé. Thì ở trong cái nhà này ngoại trừ tôi ra thì chưa có ai chạy trên cái bàn này hết. Bây giờ nên được coi là công bằng, tôi không được chơi thôi, chứ tôi chơi tôi ăn chắc. Thì nội quy như sau: mỗi người sẽ có 30 giây đầu tiên để làm quen với chiếc xe này trên cái máy, chỉ 30 giây thôi nha. Sau 30 giây đó nhất định là phải bỏ chân lên và giữ thăng bằng trong tối thiểu 15 giây là ăn tiền 100.000. Rồi bây giờ là ai sẽ chơi đầu tiên? Rồi cái thằng giữ xe, thằng giữ xe này là Hải Lì, nó sẽ được chơi đầu tiên. À, bữa nay là giống như là chúng ta chơi là ngày đầu tiên nhập nhau, trong những ngày đầu tiên đi làm lại, thì đây là cái tiền lì xì cho anh em, tiền liền ăn liền. Thì đầu tiên nghe thử 100.000, thử coi mọi người làm được trong vòng 30 giây nhé. Rồi giờ Hải nổ máy nè. Đó, 100.000 đầu tiên nha. 100.000. Càng ngày độ khó nó sẽ càng lên và tiền nó sẽ càng nhiều. Không chuẩn bị tâm lý. Bây giờ nổ máy trước đi, nổ máy trước. Có cần mang dép không? Có chứ. Mang dép không? Rồi mày đi mang dép đi. Đó, lẹ mang dép nè. Đó. Móc 100.000 sẽ lên móc 200.000, sau đó lên móc 500.000. Xem thử coi anh em nhà mình là, ôi mấy anh này nó kêu là tay đua số 1 các kiểu con đà điểu, thì coi nó ok không nha. Thằng này nó là tay đua giỏi nhất của mình. Nhưng mà cho mình nói thẳng luôn, mình nghĩ là cho nó 30 giây để có thể tập làm quen trên chiếc này và có thể giữ được thang bằng 15 giây là mình đéo tin nó làm được. Đấy, rồi, bật chìa lên. Nổ thử đây. Mình sẽ bấm giờ đồng hồ đây nha. Rồi cho cài số chưa? Không, cho 30 giây à. Rồi chưa nha. Chừng nào bắt đầu đồng hồ bấm giờ bắt đầu mới tính rồi nha. Rồi, chuẩn bị nè. 1 2 a từ từ. 1 2 3 bắt đầu. Đẹp đây. Hết giờ, khoan, hết giờ thử rồi. Từ từ, nó đã hết giờ thử rồi nha. Rồi bây giờ là nó sẽ được một tăng. Kể từ lúc mà nó bỏ cái chân lên, nó sẽ được tính là bắt đầu thời gian. Đặt lại nè, chuẩn bị. Một, rồi bắt đầu. Chừng nào chú đỏ chân lên rồi, bắt đầu bấm 15 giây nha. Rồi. Bắt đầu. Rồi, thua. Chỉ được có 5 giây thôi, chỉ được có 6 giây thôi. Rồi ok, đổi tới, đổi đứa nữa. Đổi tài nè. Đổi tài, vô. Vậy là 100.000 này là không ăn được nha, tôi nói khó lắm. Cho xây vòng nha xíu. Đó, xây vòng quan khác tiếp. Đó, thấy không? Là Hải Ly hiện giờ chỉ mới đạt được móc 6 giây thôi. 6 giây, quá bèo, tay đua giỏi nhất của tôi mà mới có 6 giây thôi. Rồi, tiếp vô nè. 100.000, 15 giây, 100.000. Mày không quá lời. Chờ, có số sẵn rồi, giờ chỉ ra thôi, chưa? Bây giờ mày sẽ có 30 giây để mà tập làm quen. Rồi, chuẩn bị, 1, 2, 3, bắt đầu. Chưa, chuẩn bị. Rồi, dừng. Hết giờ. Đặt lại. Rồi.
Bây giờ là kể từ lúc mà chú bỏ chân lên, bất cứ chân nào lên là bắt đầu sẽ tính một phát đó, và chú được 15 giây là 100 ngàn. Chuẩn bị. Rồi bắt đầu thử đi, chừng nào chú bỏ chân lên anh bấm. Rồi bấm. Trời ơi, cái này còn tệ hơn nữa. Tệ. Có 4 giây à. Tiếp, vô nhanh. Lẹ, vô nhanh lên. Cả nhà nữa chơi hết. Thằng nào kiếm cái áo cho thằng Hoàng vô luôn nè. Rồi, thằng này quăng cái bánh xe qua cho nó giữ vững tí nè. Rồi, ok. Bây giờ nha, mày sẽ có 30 giây. À, bây giờ là cho nó bất kỳ, nó quân sư cái gì kệ nó. Bây giờ bắt đầu nè. 2, 3, chú có 30 giây để thử. Chạy. Đó, nè. Đó, đang có hướng luyện viên. Để xem coi có hướng luyện viên mà đạt rất kinh nghiệm rồi nó có sẽ hơi không nha. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1 hết giờ. Rồi bây giờ là kể từ lúc mày bỏ bất kỳ chân trái hay chân phải lên là sẽ tính giờ, lúc đó là sẽ được 15 giây là được 100 ngàn nha. Rồi chuẩn bị làm đi. Rồi bắt đầu bấm giờ. Trời ơi, 6 giây, vẫn chưa có ai ăn được 100 ngàn của tôi. Rồi. Rồi, còn nào vô trước lẹ đi. Mày vô lẹ đi, trong lúc anh Hoàng mặc áo. Rồi, để tôi coi, 6 thằng nhân viên mà nãy giờ toàn là 6 với 7 giây không à. Khó lắm. Đây là huấn luyện viên sau khi có kinh nghiệm là nó bắt đầu thử nha. Rồi chưa, chuẩn bị nè, 1, 2, 3 bắt đầu chạy. Rồi cho mày 30 giây để mày thử xe tiếp. Rồi hết chưa? Chưa. Rồi bây giờ bắt đầu mới là vô này nha. 15 giây sẽ được tính từ khi hai chân nó bỏ lên. Chuẩn bị. Rồi, chạy đi. Chạy đi. Rồi. Rồi, tên Hoàng. Đây, trước khi mà Hoàng cửa hàng trưởng mà nó làm thì tôi sẽ cá lên. Thằng này không làm được đâu. Bây giờ nè, mày sẽ có 30 giây. Rồi, 30 giây bắt đầu. Chưa dứt luôn không? Rồi, nó không cần thử nữa luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu từ lúc bỏ hai chân lên sẽ tính nha. Rồi, chạy đi. Nghi quá. Thôi rồi. Con cố gắng. 10 giây à. Được 10 giây. Còn cuối cùng. Còn cameraman nữa. Lộn. Để xem cameraman có thể nào ăn tiền được không nha. Rồi. Rồi, chưa. Rồi, chuẩn bị nè, 2, 3, bắt đầu. Ba mươi giây tập luyện. Vậy thôi mày cứ chơi đi, còn 8 giây. Rồi hết chưa? Rồi bắt đầu nha, hai chân bỏ lên là bắt đầu tính giờ nha. Chuẩn bị. Rồi
Tôi nghĩ là nó không được đâu. Tôi nghĩ là nó không được đâu. Thôi. Trăm ngàn. Cho anh Tài 100 ngàn hết tiền coi. Rồi đó. Rồi. Ok, bán về hết rồi nha. Rồi, 6 đứa là đã có 2 đứa ăn 100 ngàn rồi đó. Rồi, cameraman nữa kìa, cầm giùm cameraman nè. Rồi, ok. Cầm đàng hoàng hai tay luôn. Rồi, giữ yên nha. Đó, cameraman bữa nay có được lên sóng á. Rồi. Chưa. Rồi, bây giờ bắt đầu, 30 giây, tập luyện. Rồi, hết giờ. Rồi, cho xe lên lại để cho nghe xe ngay giữa. Rồi, đẩy xích cái này qua tí. Rồi. Rồi chuẩn bị nha, hai chân bỏ lên là sẽ bắt đầu tính. Rồi 2, 3. Rồi bắt đầu tính. 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn. Vô 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn. Rồi được, đây 100 ngàn đây, ta đưa. Rồi 100 ngàn, là nãy tôi đưa 300 ngàn rồi đó. Tổng cộng là có 7 nhân viên thì đã có 3 người lấy được tiền, còn 4 thằng nó tệ quá tệ. Rồi, bây giờ là sẽ tăng độ khó lên level 2. Ở cái level 2 này á, nó sẽ có tiếp tục 30 giây để tập luyện. Nhưng một cái khó là làm sao mà phải chạy một tay trong vòng 15 giây, chỉ một tay duy nhất. Và số tiền lần này sẽ là gấp đôi, 200 ngàn một lần. Nhớ nha. Chạy cho 1 phút đi sếp. 1 phút làm sao mà được. Đó. Nhớ nha, cho 30 giây để tập luyện. Và làm sao có thể giữ thăng bằng trên xe chỉ một tay trong vòng 15 giây. Rồi nhớ nha. Rồi chuẩn bị. Mày có muốn đổi người lượt trước sau không? Hồi nãy mày đi đầu, mày muốn luôn không? Ok nha, chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Mày chạy đi là bắt đầu. Đó. Thầy này có vẻ là Dần. Nó chỉ cần tới 20 giây thôi. Mặc dù hồi nãy nó vừa mới thua mà giờ nó chỉ cần có 20 giây thôi. Thì có lẽ là nó đã kiếm ra được cái điểm để mà nó xử lý cái con xe này. Thằng này bởi vậy nãy giờ nó dạy ba anh kia được 3 tỷ á, để coi thử bây giờ bắt đầu nó chơi được không nha. Từ lúc mày để là từ lúc mày bỏ tay ra chứ mày có khoảng 5 giây. Đúng rồi, nhưng mà chỉ được 5 giây, khi mà để chân lên là sẽ đếm đến 5, bắt đầu là sẽ bấm á. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1 chạy. Yeah. Rồi bỏ chân lên là bắt đầu đếm được 5 giây á. Lẹ trừ thời gian, 5, 4, 3, 2, 1, bỏ. Đều nghe chưa? Chạy con tay luôn à. Chạy con tay luôn. Giữ chưa. Rồi, 15 giây. Hai trăm ngàn. Rồi, hai sĩ. Chưa, sẽ còn cái vòng 5 tỷ nữa. Sẽ còn cái level 5 tỷ nữa. À, 5 tỷ. Rồi, nãy tới lượt ai? An, đúng rồi. Thì vòng như nãy, đó. Căng à, cho nó quyền trợ giúp vô giữa đi. Đứng gì? Rồi, bây giờ nó sẽ có 30 giây để tập luyện. 30 giây bắt đầu.
Không dễ ăn đâu nha, không dễ ăn đâu nha. Không dễ ăn đâu nha. Sao kéo tới? Rồi, hết giờ thử, hết giờ thử nghiệm, cho dù rớt xe gì ráng chịu. Rồi. Chuẩn bị nha. Rồi, tao đếm tới năm là bắt buộc phải bỏ chân lên nha. Đếm tới 5 bắt buộc phải bỏ chân lên và đếm tới 5 một lần nữa bắt buộc phải bỏ tay ra. Rồi, bắt đầu. 1 2 3 4 5 bỏ chân lên. 1 2 3 4 5 bỏ tay. Rồi, 7 kèo một đứa, chỉ được 3 giây thôi. À, cậu tay, cậu tay nãy được ăn tiền chưa? Chưa. À, cậu ăn cũng chưa ăn tiền luôn. Chưa. À, đây là những tay nãy giờ chưa ăn tiền. Xui quá. Càng ngày càng khó. Rồi, bạn chưa, chuẩn bị 30 giây bắt đầu. Hết giờ thử nghiệm. Bây giờ sẽ là bắt đầu vô màn chạy chính nha. Tao đếm tới năm phải bỏ chân lên. Tao đếm tới 5 nữa là phải bỏ tay ra. 1 2 3 4 5 bỏ chân lên. 1 2 3 4 5 bỏ tay ra. Hai sĩ là nãy giờ tôi lỗ hết 700.000 rồi đó. Rồi 700 rồi. 30 giây bắt đầu. Ủa, tập luyện 30 giây bắt đầu chạy là ổn mới tính thôi. Thôi, tiếp hỗ trợ. Tôi nghe là anh mập này anh đéo tiền của tôi đâu. Thấy không? Khoan, dừng, tạm dừng, dừng dây tí. Rồi, chạy cho, rồi chạy đi. Tiếp tục. Rồi. Anh chạy hai tay còn chưa chạy được mà anh đòi buông một tay nữa. Trời ơi, hết giờ rồi. Kèo này tôi bảo đảm tôi đá ăn mùi luôn là hai tay nó còn chạy chưa được nữa mà nó đòi một tay cái gì. Đẩy tới. Ừ. Khoan từ từ. Rồi nha. 5 4 3 2 1 bỏ chân. 5 4 3 2 1 bỏ tay. Trời ơi, thua rồi. 5 giây. Có một sự cố gắng khá là hoàn hảo trong ngay 5 giây đầu, nhưng có vẻ là một sơ sức nhỏ đã vượt mất 200.000. Hồi nãy anh vượt 100.000, giờ anh vượt 200.000 rồi. À. Rồi, chưa. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Theo như tôi đoán, khó mà có thể lấy được tiền của tôi ở kỹ năng này. Đây, theo như tôi đoán, 3, 2, 1, hết giờ, dừng. Rồi, luật là đọc tới 5 là phải bỏ chân lên, đọc tới 5 là phải bỏ tay ra. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Rồi, bắt đầu. Đeo. Ôi ơi, 14 giây sau 13. Chỉ một xíu nữa thôi. Mất 2 sĩ. Cuối cùng chưa? Chưa, còn quay phim. Rồi, đặt lại nha, chuẩn bị 30 giây, bắt đầu.
Rồi, dừng chặn lại. Bắt đầu dừng bánh. 5, 4, ấy chạy đi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Chết mẹ rồi. Ê, hai sĩ nữa rồi. Ủa tao hai sĩ nữa rồi. À đây đây đây. Hai sĩ nữa. À 700.000. 700.000. Caramel này, caramel à. 700.000. Hơi bị căng đấy. Caramel ăn chưa? Ăn chưa? Caramel ăn chưa? Ăn sĩ rồi. Caramel ăn sĩ rồi. Rồi chuẩn bị bắt đầu 30 giây tập luyện. Có vẻ như anh cameraman ăn được 100 ngàn thì kèo dễ, nhưng mà 200 ngàn kèo này là hơi khó đó. Hơi khó đây. À. Hết giờ, không được chơi nữa. Bỏ xuống. Rồi, bây giờ sẽ đếm 5 nha. Chuẩn bị, chạy. 1, 2, 3, 4, 5, 7, rồi, 1, cho chơi lại, nãy giờ anh chưa có cho chơi lại, một lần, cái này là chỉ ưu tiên cho camera mà một lần thôi nha, rồi, chuẩn bị nè, 1, 2, 3, 4, 5, bỏ chân lên, 1, 2, 3, 4, 5, bỏ chân ra, rồi, 15 giây, 15 giây, 15 giây. Lấy tiền. Ê hồi nãy nào thiếu tăng sĩ đâu. Rồi ta đổi tao 500 nữa nè. Là vẫn còn thiếu tăng 100 á. Rồi đây cho tiền cameraman. Yeah. Là bữa nay tôi đã thiệt hại hết là hai game chỉ có 3 người thắng. Game đầu 3 sĩ, game sau là 6 sĩ là 900 ngàn. Ok. Rồi camera đỡ vô. Bây giờ nè. Bắt đầu. Level 3. Dạ. Level 3 này vì nó tới 500 ngàn. Nên nó sẽ có một cái kỹ thuật, phải là kỹ thuật phối hợp. Luật chơi vẫn như cũ. Có 30 giây để tập luyện cho chiếc xe. Và mỗi người phải thực hiện làm sao bỏ được hai chân lên yên xe và giữ thăng bằng trong 15 giây. 15 giây nha. Phải bỏ được hai chân giống như hôm bữa tôi biểu diễn á, bỏ được hai chân lên trên cái yên xe. Đó và lái bằng hai tay. Bỏ lên là được luôn chứ. Hai chân luôn. Chưa, ai cho mày thử mày ăn vàng hết. Không có được vậy. Mày phải đứng lên. Đó, đứng lên nha, mông thẳng lên vậy nè. Đó. Vậy nha. Phải đúng tư thế mông thẳng nha, đứng vậy nha. Đó. Kèo này 500 ngàn nó phải khó. Đu, bắt đầu. Ôi,